chào các bạn. Mình sẵn đường rẻ xin giới thiệu với các bạn hai bộ ba thìa. Đây là bộ ba thìa uống cà phê, uống trà của Chamotica, thương hiệu của Brazil. Made in Brazil này, rất xịn sò. Bộ ba chiếc thìa rất nhỏ nhỏ, cán gỗ nhé, thìa inox cán gỗ. Và bộ ba thìa ăn nhỏ, cũng cán gỗ lại to hơn một chút. Sản phẩm này hiện đang có bán tại Săn Hàng Rẻ .net, giá cực kỳ siêu rẻ. Các bạn có thể lên trang web để xem nhé các bạn nhé. Đó, hàng chính hãng của Chapoli, Chamontina Brazil. Mã vạch mã viết đầy đủ, inox xịn này, cán gỗ này, thiên thân này, có dập luôn này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem sản phẩm nó có bán tại Săn Hàng Rẻ .net.